Chuyên gia cho rằng, dù lực lượng Nga có gặp khó khăn trong việc kiểm soát hoàn toàn không phận Ukraine, nhưng Moscow có những vũ khí và sức mạnh vượt trội so với đối phương. Trong 10 tháng chiến sự bùng phát giữa Nga và Ukraine, giới quan sát đã chỉ ra nhiều lý do dẫn tới việc Moscow không thể kiểm soát hoàn toàn không phận của đối thủ. Tuy nhiên, có một sự thật không thể phủ nhận rằng Ukraine đang đối mặt với một đối thủ có không quân vượt trội về cả khí tài và tiềm lực. Theo Viện Nghiên cứu các quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, với lợi thế về quân số và khí tài của Nga, Ukraine khó có thể thắng trong cuộc chiến trên không nếu không có sự giúp đỡ của phương Tây, bất kể các phi công Ukraine tác chiến thành công đến đâu. Sau đây là một số ý kiến. Từ tháng 7, nhà phân tích Robert Farley nhận định rằng việc chế áp hệ thống phòng không đối phương không hề dễ dàng. Theo ông này, các máy bay Nga dường như gặp phải khó khăn trong việc phát hiện và tiêu diệt các tổ hợp phòng không của Ukraine. Một thách thức mà Nga phải đối mặt là sự phát triển ngày càng nhanh của các tên lửa phòng không. Ukraine được phương Tây chuyển giao cho nhiều loại hỏa lực hiện đại, và việc các máy bay này hoạt động trong ô phòng không của Ukraine trong nhiệm vụ kiểm soát không phận nước này không phải là ý kiến sáng suốt. Với Nga, dù vượt trội hơn Ukraine về tiềm lực quân sự, Moscow không thể đặt dàn tiêm kích của họ rơi vào kịch bản rủi ro trong một cuộc chiến tiêu hao sinh lực lớn và lâu dài. Việc bổ sung các máy bay tiêm kích, đào tạo phi công mới không phải là điều có thể thực hiện một sớm một chiều. Vì vậy, Nga đã không đánh cược các quân nhân và máy bay tốt của họ để theo đuổi mục tiêu vừa khó thực hiện, vừa khó duy trì. Tên lửa và radar là hai khí tài đang giúp Nga đạt được ưu thế trên không trước đối thủ. Điều này được cho là do không quân Nga đã quyết định thay đổi chiến thuật, tập trung và sử dụng tên lửa không đối không tầm xa. Các máy bay mang những tên lửa này đều nằm ngoài tầm tấn công của đối thủ. Trong thời gian qua, Nga đã sử dụng Su-35S và MiG-31 thực hiện chiến thuật nhìn xuống, bắn hạ. Các máy bay Nga sẽ duy trì độ cao, sử dụng hệ thống radar uy lực quét toàn bộ khu vực phía dưới, rồi truy dò mục tiêu đối thủ để phóng tên lửa đối không chính xác ở khoảng cách vài trăm km. Nga tuyên bố đã phá hủy nhiều máy bay Ukraine bằng chiến thuật này, và Kiev vốn chỉ sở hữu các tên lửa không đối không tầm bắn dưới 100 km và không có quá nhiều hệ thống phòng không, nên họ không kịp ứng phó với các đòn tấn công từ Nga. Trong các tình huống phù hợp, một máy bay chiến đấu của Nga bay nhanh và ở độ cao 12.000m có thể bắn rơi một tiêm kích của Ukraine đang bay thấp để tránh bị radar mặt đất của Nga phát hiện. Một điểm mạnh của Nga chính là tiêm kích của họ được trang bị tên lửa không đối không R-77. Đây là loại vũ khí hoạt động theo cơ chế bắn và quên, có thể tấn công mục tiêu một cách độc lập nhờ hệ thống tìm kiếm radar chủ động. Điều này đảm bảo tên lửa bắn ra sẽ có khả năng cao là bắn trúng mục tiêu trong tầm hoạt động. Trong khi đó, tên lửa R-27 của Ukraine chỉ có đầu tự dẫn bức xạ bán chủ động, yêu cầu máy bay phóng và sau đó phải chỉ dẫn mục tiêu liên tục để tên lửa tiêu diệt mục tiêu. Khi các tiêm kích Ukraine dẫn đường cho R-27 tấn công, các máy dò cảnh báo trên radar của máy bay Nga có thể nhận biết và cho phép Nga kích hoạt thiết bị gây nhiễu, mồi nhử hoặc lẩn tránh. Trong khi đó, radar trên tên lửa R-77 của Nga không hoạt động cho đến vài giây trước khi nó chạm đích, giúp giảm thời gian phản ứng của các phi công Ukraine. Báo cáo của Viện các quân binh chủng Thống nhất Hoàng gia Anh cho biết, trong suốt cuộc chiến, các máy bay chiến đấu của Nga thường xuyên có thể khóa radar và phóng tên lửa R-77 và các máy bay chiến đấu Ukraine ở khoảng cách hơn 100 km. Cũng theo viện nghiên cứu này, các cuộc tuần tra chiến đấu trên không tầm cao của Nga với Su-35S và gần đây là MiG-31BM đang tiếp tục bắn hạ một số lượng đáng kể máy bay tấn công mặt đất của Ukraine gần tiền tuyến từ khoảng cách khiến tất cả các phi cơ của Moscow không thể bị đánh trả. Một loại tên lửa của Nga được giới quan sát đưa vào tầm chú ý trong thời gian qua là R-37M trên tiêm kích MiG-31BM. R-37M có tầm bắn trên 320 km, tốc độ nhanh và đầu tự dẫn phù hợp tấn công mục tiêu tầm thấp khi nó trở nên đặc biệt nguy hiểm khiến Ukraine chưa thể hóa giải. Một vấn đề Nga phải đối mặt là họ chưa có số lượng máy bay tiếp dầu đủ lớn để có thể duy trì việc bay tuần tra thời gian dài. Tuy nhiên, Ukraine vẫn chịu áp lực lớn khi tác chiến vì không biết có thể bị tấn công từ khoảng cách hàng trăm km vào lúc nào. Trở lại với hệ thống đối không của Ukraine, hệ thống này được đánh giá
là vẫn đủ năng lực để thiết lập các ô phòng không, không cho Nga hoàn toàn làm chủ bầu trời. Tuy nhiên khả năng này khó có thể duy trì trong thời gian tới nếu không nhận được sự hỗ trợ từ phương Tây, cả về viện trợ lẫn tiến độ. Các chuyên gia đánh giá, sự phối hợp giữa lực lượng trên không và mặt đất giúp Ukraine bắn hạ hàng trăm tên lửa của Nga, song việc máy bay chiến đấu quá cũ kỹ hay kho tên lửa cạn kiệt đang làm giảm khả năng phòng thủ của Kiev. Khi các tên lửa hành trình của Nga tăng tốc hướng về phía mục tiêu, Yuzhny, biệt danh của một phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu MiG-29 có từ thời Liên Xô đã đuổi theo khóa được hai tên lửa trên radar. Tuy nhiên anh ta đã không thể khai hỏa vì chúng đang tiến gần một khu dân cư. Việc bắn hạ các tên lửa lúc đó rất rủi ro. Yuzhny cho biết anh đã chuyển các mục tiêu này cho lực lượng phòng không trên mặt đất của Ukraine và lực lượng này đã bắn hạ chúng giống như cách họ đã làm với hàng trăm tên lửa mà Nga dội xuống kể từ tháng 10 năm 2022. Sự phối hợp ăn ý này đã giúp Kiev giảm thiểu thiệt hại do chiến dịch không kích mà Nga gây ra. Nga đã thực hiện 9 cuộc không kích quy mô lớn, thường bắn tới hơn 70 tên lửa cùng một lúc kể từ ngày 10 tháng 10. Các cuộc tập kích này đã phá hủy 50% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây mất điện và nước trên diện rộng, làm gián đoạn hoạt động viễn thông và hệ thống sưởi của Ukraine. Lầu Năm Góc cho biết, mục đích các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga một phần là nhằm làm cạn kiệt nguồn cung cấp cho lực lượng phòng không Ukraine, sau đó là kiểm soát bầu trời nước này. Theo tính toán, dựa trên dữ liệu của Ukraine, tỷ lệ bắn hạ tên lửa của nước này dao động từ khoảng 50-85%. Lực lượng phòng không của Ukraine được phân bổ khá mỏng trên phạm vi toàn lãnh thổ, trong đó họ tập trung chủ yếu ở các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng. Trong khi đó, các phi công chiến đấu như Yuzhny được điều động để lấp những khu vực trống ở giữa. Đây rõ ràng là một nhiệm vụ khó khăn. Yuzhny cho biết anh đã không bắn hạ được một chiếc máy bay không người lái hay tên lửa nào bằng chiếc MiG-29 của mình. MiG-29 là loại máy bay được lắp ráp trước khi Ukraine tuyên bố độc lập vào năm 1991. Yuzhny cho biết bản thân luôn phải trong tình trạng sẵn sàng cao độ tại điểm được phân công ở miền trung Ukraine. Anh nói, các máy bay phản lực của chúng tôi không đủ khả năng để làm nhiệm vụ đó một cách hiệu quả. Cũng theo phi công này, các loại radar cũ rất khó phát hiện được mục tiêu đang bay đến, đặc biệt là với máy bay không người lái Shahed bay tầm thấp và di chuyển chậm. Trong những đợt không kích, chẳng hạn như ngày 5 tháng 12, phi công này không thể bắn vào mục tiêu vì ở quá gần khu vực đông dân cư. Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine Yuli Inat cũng khẳng định, các đơn vị phòng không trên mặt đất đã bắn hạ phần lớn tên lửa và máy bay không người lái của Nga, chứ không phải là lực lượng không quân. Ông Inat nói, cả tên lửa và máy bay không người lái đều bay dọc theo các con sông ở độ cao thấp để không bị radar phát hiện. Nếu chúng đủ thấp, chúng sẽ biến mất khỏi màn hình. Sau các đợt tập kích tên lửa quy mô lớn, tình báo Nga có xu hướng tạm dừng nhiều ngày để đánh giá xem họ bắn trúng hay bỏ sót những mục tiêu nào, đồng thời định vị lại vị trí của các đơn vị phòng không của Ukraine cũng như tìm kiếm những điểm yếu để khai thác, vị quan chức của Ukraine chia sẻ với báo chí. Đối với Ukraine, việc thu thập thông tin từ các cơ quan tình báo trong nước và phương Tây đóng vai trò chính trong việc giúp nước này chuẩn bị đối phó với các cuộc không kích tiếp theo của Nga. Denis Masny, một quan chức huấn luyện phòng không cấp cao, chia sẻ với báo chí, chúng tôi thường biết những mục tiêu nào đang bị tấn công, khi đó chúng tôi sẽ tổ chức một lực lượng phòng không xung quanh vị trí đó. Giám đốc tình báo quân sự Ukraine ước tính rằng số lượng vũ khí có độ chính xác cao của Nga có lẽ chỉ còn đủ để tiến hành thêm vài cuộc không kích lớn nữa. Mặt khác, quan chức Ukraine cũng thừa nhận kho vũ khí phòng không của họ cũng đang cạn kiệt khi cuộc xung đột đã kéo dài tới 10 tháng. Ông Ina cho biết, dù phương Tây cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine gồm hệ thống NASAM tinh vi của Mỹ, hệ thống IRIS-T của Đức, vũ khí thời Liên Xô vẫn là lực lượng cốt lõi của lực lượng phòng không Ukraine. Ông nói thêm, hệ thống phòng không thời Liên Xô của chúng tôi như S-300 và Buk đang cạn kiệt. Chúng tôi không thể duy trì hệ thống phòng không mãi được vì tất cả phụ tùng thay thế duy nhất của chúng tôi đều được sản xuất tại Nga. Cũng theo các quan chức Ukraine, các hệ thống phòng không phương Tây cung cấp cho Ukraine hoạt động tốt nhưng nguồn cung bị thiếu so với nhu cầu. Thiết bị của Nga cũ kỹ, còn chúng tôi đang cạn dần tên lửa. Tôi không khẳng định rằng kho tên lửa sẽ hết trong vài ngày hay vài tuần tới,
Điều đó còn phụ thuộc vào cường độ của các cuộc tấn công của Nga. Đến ngày 7 tháng 12, Nga được cho là đã phóng hơn 1.000 quả tên lửa và đạn rocket vào lưới điện của Ukraine. Ông Ina cho biết, việc sản xuất hệ thống phòng không IRIS-T của Đức đã được đẩy ở mức tối đa và do đó Ukraine nên tập trung vào việc làm sao có được càng nhiều nguồn cung hệ thống NASAMS càng tốt. Ông nói, chúng tôi sắp đi qua một tháng của mùa đông, tôi nghĩ chúng tôi sẽ sống sót, nhưng giờ cung cấp tên lửa tốt hơn là cung cấp máy phát điện. Joyce và nhiều phi công khác trong lực lượng không quân Ukraine dự đoán rằng một ngày nào đó Ukraine sẽ nhận được máy bay của phương Tây như máy bay chiến đấu đa năng F-16 của Mỹ. Tuy nhiên, hiện không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có kế hoạch chuyển giao F-16. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.